Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái bộ dao. Và mình nghĩ là bộ dao này thì các đầu bếp thì chắc là ai cũng muốn sử dụng cái bộ nào này. Thì đây là một cái bộ dao đặt trong một cái bao da. Đó. Mọi người có nhìn rõ được hết không? Vì nó khá là to. Mình nói qua cái bao da này thì đựng được 8 món. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 món. Và nó có cái nắp này nó khá là an toàn. Thì mình sẽ lấy ra từng món. Đầu tiên là cái cây dao này. Đây là cây G21 Boning của Global. Lưỡi dài 16, dày 1 ly, sử dụng thép Chromova 18. Đây là chiếc Global G2, lưỡi dài 20, chuyên thái cắt đa năng. Đây là chiếc Global G4 là dòng để thái cắt, đây là có mũi nhọn này để cắt tỉa rong củ, có thể thái cắt các thứ, làm được khá là đa năng. Đây là chiếc Global G29, đây là chiếc D3 của Global. Xét về dòng dao D3 thì mình thấy loại này nó khá là mỏng. Nhưng mà thực sự là chiếc D3 này nhìn rất là chất, cầm rất là chắc chắn. Và đây là chiếc G30, lưỡi dài 21 của Global. Đây là chiếc G17, lưỡi dài 27 cm. Dao này thì lưỡi khá là dài, có thể dùng cắt những khối thịt bò lớn này, hoặc là mổ cá nó lớn như là cá hồi, cá ngừ, có thể mổ được. Lưỡi dài 27. Và tất nhiên rồi, không thể thiếu được cây cắt sashimi G14. Cây cắt sashimi G14 này là lưỡi dài 30 cm, cũng sử dụng thép Chromova 18. Loại thép này thì nó chống rỉ rất là tốt, nó giữ được cạnh sắc tốt trong thời gian dài, và mình thấy là nó chống rỉ cực kỳ tốt. Chiếc sashimi này thì nó là quá đẹp rồi. Và cuối cùng không thể thiếu đó là cây liếc. Cây liếc này thì mình lại không lấy của Global, bởi vì mình thấy tùy các bạn, mình cũng có cây liếc của Global nhé, nhưng mà mình thấy là cây mà phủ kim cương đó, mình thấy mài nó không được tốt lắm, theo mình cảm nhận thế thôi. Còn mình sử dụng cái cây của Epic, hàng của Đức. Cây này thì khách hàng của mình đánh giá rất là cao, và mình cũng bán loại này rất là nhiều, cho nên mình sẽ cho nó vào cái bộ này, chứ mình không sử dụng cây liếc của Global. Mọi người thích thì có thể mua set này và cây liếc của Global mình cũng có nhé. Đó, mình vừa giới thiệu qua một cái bộ dao của Global gồm 7 cây dao và một cây liếc của Đức và cái túi da nữa.
Ai có nhu cầu sử dụng cái bộ này thì hãy liên hệ với bên mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.